Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Đỗ Ruby. Thì hôm nay mình sẽ quay cho tất cả các bạn những cái thức ăn dinh dưỡng của mình cho tất cả các bạn xem ha. Đây là một trong những cái loại thức ăn cơ bản bên mình lúc nào cũng phải có, đó là Artemia các bạn. Hai bình này thì cũng đã đến giờ thu hoạch rồi các bạn. Để thu hoạch khoảng 24 tiếng là đã nở hết rồi. Thì mình bắt đầu tắt oxy và mình thu hoạch hai cái bình Artemia này. Thì hôm nay mình sẽ cho tất cả các bạn xem cái chất lượng Artemia và những chú cá mình nó ăn thế nào cho tất cả các bạn xem. Thì cái này là một cái rất ít anh em chia sẻ ha. Nói chung là cho ăn vào thời điểm 10 giờ tối luôn các bạn. Đó, 10 giờ tối luôn mà cá ăn rất là sung ha. Thì cái cách mà các bạn có thể cho ăn vào ban khuya hoặc là ban đêm á, thì các bạn nên tập cho cá mình ăn dần ha. Để cho mình có thể thấy cá mình nó đã tiếp thu được với cái thức lượng cái như là thức ăn nè, và cái buổi ăn và cái bao tử cá mình có thể không bị ảnh hưởng nhiều khi mà các bạn cho ăn thức ăn này vào ban đêm ha. Đây là Artemia các bạn, đây là hai bình mình mới ấp xong đó. Cái phần trứng các bạn, đó là phần vỏ thì nó sẽ nổi lên phần mặt, và cái phần những chú Artemia mà đã nở rồi các bạn thì sẽ chìm xuống đấy, thì mình sẽ thu hoạch ha. Để cho tất cả bạn nào mà có hỏi mình là áp sao các bạn, đó thì mình bỏ vào oxy á, mình sủi oxy, và một lít nước á, các bạn pha với 30 gram muối nha. Một lít nước các bạn pha với 30 gram muối hột, các bạn áp trong vòng 24 tiếng. Thì nếu mà các bạn áp nhiều á thì các bạn bỏ nước nhiều hơn, thì 3 lít nước thì các bạn bỏ 90 gram muối đó, các bạn nhân lên. Và cái lượng Artemia thì các bạn bỏ khoảng 3-4 muỗi ăn cơm các bạn. Đó thì nó rất là lượng rất là nhiều rồi. Còn khi mà ấp số lượng ít đó, thì các bạn ấp ít lại ha. Đây đây là Artemia mình xả ra các bạn. Đó, xả ra thì rất là cam luôn. Đó. Thì ở dưới thì mình có một cái vợt. Cái vợt này dùng để lượt con của Artemia lại, giúp cho Artemia nó luôn luôn được giữ lại các bạn. Đó, và cái phần nước sẽ tách, như là phần tách nước với lại cái phần thu hoạch được các bạn. Đó là Artemia xin kiểu như là mới ấp nở ra thì nó sẽ rất là cam, và cái độ đậm như các bạn nhìn nè, rất là tươi luôn, rất là đậm, và nó kiểu như là nó sẽ rất là giàu chất dinh dưỡng cho cá bảy màu và cá beta. Đó thì đây còn một bình nữa, thì mình thu hoạch luôn cái bình bên đó để cho tất cả bạn xem, để khi mình thu hoạch hai bình sẽ được bao nhiêu Artemia, và khi mà mình cho ăn á thì nó sẽ như thế nào cho tất cả bạn xem ha. Đó, đây là gần thu hoạch xong các bạn. Thì khi đến mà cái lúc mà gần tới cái phần mặt các bạn, đó, gần tới cái phần mặt mà phần vỏ thì mình sẽ đưa cái vòi ra ngoài để cho cái phần vỏ nó tự động nó chảy ra ngoài, để cho tất cả các bạn có thể biết được cách thu hoạch ha. Mình cứ xả đến cái khúc mà hết Artemia trong cái phần bình của mình ấp á, thì mình ngắt ra. Đây là phần vỏ nè các bạn, đó màu cái màu nó đen nâu nâu các bạn, đó nó xả ra ngoài bỏ khá là nhiều ha. Xong rồi mình lại rửa cái bình và mình tiếp tục mình ấp lên những cái lứa Artemia mới. Thì bạn nào mà muốn nuôi sinh khối thì cũng như vậy các bạn. Các bạn thu hoạch vào những cái kiểu như cái giọt như thế này nè, mình thu hoạch ra xong rồi các bạn pha với lượng nước trong cái hồ lớn á, và các bạn pha đúng cái lượng nước muối nó đó, và các bạn cho ăn cám tomboy. Thì nuôi từ từ Artemia này từ những con nhỏ xíu thế này các bạn, nuôi thành những em Artemia sinh khối á. Đó thì cho cá lớn ăn ha. Còn cái thức ăn này thì rất là giàu độ đạm, và mình mới up ra đó để cho tất cả các bạn xem. Đó, rất là đã luôn. Đó, kiểu như là nó đặc luôn các bạn. Đó, thì hai bình của mình ấp là mình có thể cho ăn được tầm 2 đến 3 ngày để tất cả các bạn ha. Đó, đây là Artemia mà mình mới ấp xong này. Đó, cái lượng con khá là nhỏ và khá là chi chít luôn các bạn. Đó, rất là đã ha. Và Artemia mà mới ấp xong thì sẽ bơi trong nước ha. Nếu mà Artemia mà khỏe thì có thể sống trong nước ngọt khoảng khoảng 10 tiếng các bạn, 10 tiếng ha. Khoảng 10 tiếng đó thì nó sẽ bắt đầu mới chết các bạn. Còn đa phần Artemia thì phải sống trong nước mặn các bạn nha. Phải sủi oxy thì mới sống ha. Và đây là cái không gian buổi tối mình cho cá mình ăn ha. Thì đây là cái dòng full red các bạn, HB red ha, HB red mà size tơ á, size tầm khoảng 2 tháng rưỡi các bạn nha. Đó, 2 tháng rưỡi thì nó sẽ còn tơ, và mình sẽ tách ra phần form riêng để cho những chú cá HB red nó bung hơn. Đến khoảng 3 tháng rưỡi là mình có thể xuất ra ha các bạn. Đó, rất là đã luôn. Thì để cho ra một cái bộ HB red mà rô á, kiểu như là vây lớn đuôi lớn á, thì mình phải thúc Artemia nhiều để cho cá mình thấy Artemia và ăn và vượt theo các bạn, vượt theo cái thức ăn á, đó thì rất là đã luôn các bạn. Đó, vượt theo như thế này các bạn, để cho cái lượng cá mình á nó bơi nhiều
và nó bơi lên bơi xuống nhiều. Các bạn thấy thức ăn thì nó sẽ bơi và nó rượt theo để cho tăng được cái phần đuôi với phần lưng nha các bạn. Đó, phần vây lưng á, nó gọi là hai cái phần vây của cái em cá ha. Đó, đuôi và phần vây rất là đã luôn. Tiếp tục đây là dòng Whale Koi. Đó, một dòng cá mà không thể thiếu bên mình. Mình làm cái dòng cá Whale Koi này thì cũng khá là lâu rồi các bạn. Whale Koi Short Ribbon ha. Đó, các bạn thấy nè, Whale Koi Short Ribbon mà lên Finchy luôn. Bộ này thì bộ này là cái bộ mà mình hay cho tắm nắng các bạn. Bạn nào mà xem những video được trước á thì có thể xem được cái giống của cái bộ này. Bộ này cá cũng rất là tơ ha. Ê, bạn nào mà thích cái bộ Whale Koi Short Ribbon Finchy thì vẫn có ha, giá 150k một đôi cho cái bộ Whale Koi Short Ribbon Finchy này. Thì hôm nay mình có hơi bị cảm nhẹ, các bạn xem video thì thông cảm giúp mình nha. Đó, thì những cái hồ cá này mình đang quay vào 10 giờ tối thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà cá mình nó cũng đã chuẩn bị vào thời gian ngủ rồi. Mình cho ăn nhẹ thôi các bạn, mình cho ăn ít thôi để có thể hấp thụ được ít chất dinh dưỡng tốt nhất và ok nhất. Tiếp tục đây là dòng Blue Tobat các bạn. Blue Tobat mà nó có pha cái phần nền đỏ vào á thì giá những cái dòng này thì cũng khá là rẻ các bạn, chỉ 40k một đôi thôi. Để cho bạn nào thích chơi Blue Tobat mà hàng kiểu như nó pha đỏ nhẹ mà nhìn rất là đã, rất là chất lượng luôn đó, thì có thể chơi cái bộ này Blue Tobat mà có pha đỏ nhẹ, nó rất là đẹp các bạn. Bộ màu, bộ kiểu như cái bộ màu, cái bộ đuôi nè, nó căng lên nè, bộ vây lưng các bạn. Thì bộ này là bộ bít theo á, nên là mình cho ăn càng lâu và nuôi càng lâu á thì cái bộ càng đuôi và vây lưng sẽ càng rất là lớn ha. Nên là các bạn cứ thoải mái mà xem và chiêm ngưỡng cái bộ cá này. Đó, bung ra khá là đẹp các bạn. Cho Artemia là một cái loại thức ăn mà cực kỳ háo cho cái dòng cá bảy màu. Mà về cái từ size khoảng 2 tháng về sau á, nó 2 tháng chi về sau, các bạn nào muốn cho lên căng, lên vây lưng nhiều thì các bạn cho ăn nhiều ha. Đó, thúc nó nhiều và bơi nhiều giống như bộ dòng đỏ bên mình. Để một số bạn hỏi là mình nuôi cá sao mà nhanh lên màu, thì Artemia là một cái loại thức ăn giúp cho cá tăng được cái độ màu và phần đuôi, phần vây lưng nhiều. Đây là bộ rồng đỏ BDH Moon, giá là 300k một đôi, cho tất cả bạn nào thích chơi cái bộ rồng đỏ đẹp mà chất lượng ha. Đó, vây lưng các bạn dựng như cánh bườm luôn, rất là đã ha. Những anh em mà có tiếng bán cái bộ rồng đỏ BDH Moon này giá dao động tầm 500 đến 600, 700 là chuyện bình thường các bạn. Các bạn có thể dọ trên Facebook á, các bạn hỏi những anh em bán giá cao á, giá có tiếng á, bộ rồng đỏ thì khá là cao, tại vì họ muốn giữ bộ. Còn mình thì mình làm những bộ cá đẹp mà mình cung ứng với các bạn với những cái giá chỉ ok nhất và chất lượng nhất ha. Nên là các bạn cứ yên tâm mà liên hệ cho mình qua số điện thoại Zalo nhỏ nhỏ trên góc phải của màn hình nha các bạn. Tiếp tục đây là dòng Dumbo Koi và Dumbo Short ha. Thì trong cái bầy Dumbo Koi đẻ ra thì những em nào mà lên đầu các bạn thì sẽ gọi là Dumbo Koi, còn những em nào mà không lên đầu sẽ gọi là Dumbo Short. Thì Dumbo Koi là một cái dòng cá được lai tạo và thuần bởi hai cái dòng cá là Koi đen và dòng Dumbo. Thì các bạn lấy trống của cái dòng Dumbo các bạn lai với máy Koi đen thì nó sẽ ra, nhưng mà nó sẽ không thuần. Còn cái bộ cá của mình là cái bộ cá thuần, thuần chủng nha các bạn. Bảy màu thuần chủng là một cái sự tinh túy các bạn nha, là đẻ đời con ra phải giống như cá bố mẹ thì mới gọi là thuần chủng nha các bạn. Đó, tiếp tục lên cho tất cả các bạn xem cái bộ Full Red BDS ha. BDS mà kiểu như vây cánh bườm á, mà size tơ, size tầm 2 tháng nha các bạn. Size này 2 tháng thôi mà lên được cái phần vây cánh bườm khá là cao. Bộ Full Red BDS này thì mình thấy khá là đẹp nha các bạn. Do mình nhập của những anh em có tiếng á, giá nhập giá cao các bạn. Về làm ra thì mình thấy nó khá là ổn định ha. Do là cái trống á, nhìn cái vây khá là lớn còn size rất là tơ. Thì cái bộ nào thì nó đẹp thiên về cái đó nha các bạn. Bởi vì bộ này thì chuyên về cá trống nhiều hơn, thì các bạn sẽ thấy được cá trống sẽ có vây lưng lớn hơn. Và lên tiếp cho tất cả bạn xem là một cái bầy Koi đen sọt tiếp bông mà size tơ ha. Size tầm 2 tháng thôi nha các bạn. Đó, size tơ mà về các bạn nào mà thích chơi ở dòng Koi đen sọt tiếp bông mà nó lên phần Finchy á, đó Finchy mà lớn á các bạn, thì có thể chơi cái bộ cá này. Đó, bộ cá Koi đen sọt tiếp bông Finchy rất là đẹp ha. Thì bạn nào mà thích chơi những cái bộ cá mà nó tơ mà nó đã có Finchy dày rồi á thì chơi càng lâu thì các bạn sẽ thấy được tốt hết cái độ đẹp ra. Đó, bộ này còn tơ nha các bạn. Đó, tiếp tục lên cho tất cả các bạn là cái bộ rồng xanh Indo ha. Mình còn ít thôi nên mình không có đăng bán. Mình những chú cá này mình phải làm lên có số lượng hoặc là có những cái bầy cá đẹp rồi đó thì mình mới đăng mình bán, mình chia sẻ cho tất cả các bạn chơi ha. Rồng xanh Indo, các bạn thấy Indo là cái vảy nó khác với rồng xanh Thái rất là nhiều. Indo là cái vảy nó kiểu như là nó hoa văn nhiều hơn các bạn, nhìn khá là đẹp ha. Đó, đây là rồng xanh Indo nè các bạn, rất là đẹp.
thì đang đánh đèn nhẹ vào để cho các bạn thấy được tốt hết được cái vảy nó ánh dạ lên ha. Tiếp tục đây là cái bộ full red ribbon, đó ribbon mà lên cái phần vây lưng bê đớt các bạn, rất là đã ha. Bạn thích chơi cái dòng full red ribbon mà mình quay nhiều cho tất cả bạn xem ngoài nắng á, thì hôm nay mình quay tiếp cho tất cả bạn xem buổi tối và quay top view nhìn trên nhìn xuống ha. Đây là dòng full red ribbon. Tiếp tục lên một cái hồ HPS size giống các bạn, size này kiểu như nó đã quá lứa rồi các bạn, nó mà nó đường cái là size tầm 3 tháng 3 tháng rưỡi. Những em cá này thì giá cũng khá là rẻ ha, thì mình đang xả cho tất cả bạn chơi ha. Nếu mà các bạn nào thích thì 80k ha, đó 80k một đôi cho tất cả bạn chơi. Những bộ HPS mà size giống size đẻ kiểu như là nó tầm 3 tháng 3 tháng rưỡi á, để về các bạn có cá sinh sản liền. HPS thì các bạn nào mà đã chơi thì đã biết được là sinh sản nhiều, nhưng mà cái độ lâu lớn rất khá là cao, khi bạn nuôi rất là lâu lớn ha. Và cuối cùng thì mình đã cho ăn xong rồi các bạn, và các bạn đã ngắm một số dòng cá ha. Cho ăn xong thì mình sẽ bỏ những thức ăn không ăn hết như là tôm mía này các bạn, bỏ vào tủ lạnh, ngày mai mình tiếp tục cho ăn tiếp, bảo quản được tầm 2 đến 4 đến 5 ngày tùy theo các bạn nha. Rồi, xin chúc tất cả các bạn sẽ có được thật nhiều tôm mía tốt và cho cá mình ăn nha. Sẽ giới thiệu với tất cả các bạn lại một số các thức ăn phụ kiện ha. Thì để cho quý anh chị tất cả các bạn có loại thức ăn đơn giản và thích hợp cho cá bể màu hoặc là cá beta hoặc là những loại cá cảnh khác, thì mình sẽ có cám thái nha. Một hũ như thế này là chỉ có 30k, mọi cái thức ăn và phụ kiện đều có giá trên màn hình ha. Tiếp tục đây là Atomia, thì loại này là Mỹ ha, mình bao nở và tỷ lệ nở nó là 80 đến 90%. Đó thì tỷ lệ up thì rất là đơn giản, các bạn cần thì có thể liên hệ cho mình, 150k trên 50g. Và tiếp tục đây là Antibio ha các bạn nha. Loại này là giúp cho tất cả các bạn trị cho cá bị túm lắc trong mùa mưa hiện tại. Ở đây có cách dùng ha, và trị rất là nhiều cái loại cá khác nhau, không chỉ riêng bảy màu nha các bạn. Và tiếp tục đây là cái loại Bionox nha các bạn. Thì loại thuốc này cũng là một cái loại thuốc đặc trị cho cá bảy màu về cái phần nấm bông gòn hoặc là những cái loại nấm nhẹ trên phần thân của cá nha. Đó, bạn nào mà cần thì có thể mua thêm để giúp cho cá bảy màu mình nó ít có bị bệnh trong khi mà nuôi cá ha. Đó, và tiếp tục đây là men vi sinh tiêu hóa bát cộng các bạn nha. Đó, BC cộng nè, nó giúp cho cá mình rất là khỏe khi mà các bạn nuôi. Đó, thủ này thì chỉ có 60k thôi nha các bạn. Và có một cái máy oxy á, máy oxy này thì giá là mình đang bán á là 55k ha. Một cái máy một vòi thế này giúp cho tất cả bạn nuôi cá ít nè, hoặc là nuôi tại nhà, nó đơn giản, ấp Atomia đủ rất đơn giản ha. Và cuối cùng là bóp nha các bạn, bóp này thì giá là 30k ha. Và xin chúc tất cả các bạn sẽ mua được cá và lựa được ít thức ăn phụ kiện của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.